Thì hôm nay Hoshi sẽ review quá trình cận cảnh mổ cá ngừ khổng lồ cho cả nhà xem nha. Đầu tiên thì mình sẽ rọc cái phần bụng trước, sau đó dỡ lên, rồi phi lê cái phần đuôi bụng ra. Bước 2 thì mình sẽ dùng cái dao maguro khổng lồ lọc cái phần vây cứng nhất ở bên hông cá, để lát nữa xẻ cá cho gọn gàng và sạch sẽ ha. Bước 3 thì Hoshi sẽ dùng cái dao này cắt luôn cái phần mang, sắn xuống rồi lật con cá lại. Và tiếp tục cái phần bên này cũng tương tự như vậy luôn, sẽ gọt cho sạch sẽ cái đường vảy vào bên hông, rồi cắt và sắn cái phần mang xuống giống như cái mặt cá bên kia, để tách cái phần đầu ra một cách đơn giản và nhẹ nhàng như vậy nè. Tới bước 4, dùng dao D3 lọc cái đường sống lưng từ đầu tới đuôi ra. Cả nhà thấy mượt không? Sau đó Hoshi sẽ dùng dao maguro và xẻ cái đường giữa bên hông khi nãy đã gọt vảy. Đó, đã không? Để chia cái lôi cá ra như thế này nè. Bây giờ thì mình sẽ tới bước 5, xẻ ra làm 3 khúc nè, rồi sau đó lọc sạch xẻ hết cái phần thịt đen này ra. Tại vì cái phần thịt đen này chính là cái phần gân máu. Ăn sống thì sẽ khá là tanh, không ngon và mất đi cái trải nghiệm tốt trong sashimi cả nhà ha. Đỏ tươi như là thịt bò luôn.